Kiểu thi ca, Như Lai đối với bốn tịnh lự, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của bốn tịnh lự, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của bốn tịnh lự, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với bốn tịnh lự, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của bốn tịnh lự, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với bốn tịnh lự, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của bốn tịnh lự, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa bốn tịnh lự, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của bốn tịnh lự, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của bốn tịnh lự, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa bốn tịnh lự, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của bốn tịnh lực, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa bốn tịnh lực, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của bốn tịnh lự, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với tám giải thoát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của tám giải thoát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của tám giải thoát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với tám giải thoát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của tám giải thoát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với tám giải thoát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của tám giải thoát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa tám giải thoát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của tám giải thoát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ,
cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của tám giải thoát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa tám giải thoát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của tám giải thoát cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa tám giải thoát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của tám giải thoát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca: Như Lai đối với bốn niệm trụ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của bốn niệm trụ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của bốn niệm trụ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với bốn niệm trụ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của bốn niệm trụ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với bốn niệm trụ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của bốn niệm trụ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca: Như Lai đối với sự lìa bốn niệm trụ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của bốn niệm trụ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của bốn niệm trụ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa bốn niệm trụ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của bốn niệm trụ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa bốn niệm trụ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của bốn niệm trụ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca: Như Lai đối với pháp môn giải thoát không chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của pháp môn giải thoát không chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của pháp môn giải thoát không chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.
Chân như của Như Lai đối với pháp môn giải thoát không, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của pháp môn giải thoát không, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp môn giải thoát không, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa pháp môn giải thoát không, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của pháp môn giải thoát không, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa pháp môn giải thoát không, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của pháp môn giải thoát không, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp môn giải thoát không, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Hiểu thi ca, Như Lai đối với năm loại mắt, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sáu phép thần thông, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của năm loại mắt, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của sáu phép thần thông, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của năm loại mắt, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của sáu phép thần thông, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với năm loại mắt, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sáu phép thần thông, cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của năm loại mắt, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của sáu phép thần thông, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với năm loại mắt, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sáu phép thần thông, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của năm loại mắt, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của sáu phép thần thông, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa năm loại mắt, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa sáu phép thần thông, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của năm loại mắt, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của sáu phép thần thông, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của năm loại mắt, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của sáu phép thần thông, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa năm loại mắt, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa sáu phép thần thông, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của năm loại mắt, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của sáu phép thần thông, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa năm loại mắt, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa sáu phép thần thông, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.
Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của năm loại mắt chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của sáu phép thần thông cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với 10 lực của Phật chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của 10 lực Phật chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của 10 lực Phật chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với 10 lực của Phật chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của 10 lực Phật chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 10 lực của Phật chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của 10 lực Phật chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa 10 lực của Phật chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của 10 lực Phật chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của 10 lực Phật chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 10 lực của Phật chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của 10 lực Phật chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.